Hi, thân mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sách Tóm Tắt. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có nhiều người giàu ngày càng giàu, còn bản thân dù có đi làm chăm chỉ cày cuốc từ sáng đến tối vẫn nghèo mãi hoàn nghèo? Cuốn sách này sẽ cho bạn lời giải đáp. 10 điều khác biệt giữa kẻ giàu và người nghèo của tác giả Kate Cameron Smith sẽ mở ra cho chúng ta những bí mật về cách người giàu tiếp cận sự thành công và giàu có của họ. Bạn sẽ tìm ra 10 điều khác biệt nhất của hai tầng lớp người giàu và người nghèo là đến từ đâu. Từ đó sẽ mở ra cho bạn những con đường mới giúp bạn tiến gần hơn đến sự thịnh vượng và giàu sang mãi về sau. Khác biệt thứ nhất, tư duy về cuộc sống. Người giàu tư duy tích cực, người nghèo sống bi quan. Đây là câu nói chất lọc của tác giả về một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo. Nếu người giàu tập trung vào cơ hội, tìm những hướng giải quyết mới để công việc được thuận lợi suôn sẻ, thì người nghèo lại than thân trách phận, thậm chí đổ lỗi cho những lý do khách quan và chọn buông bỏ khi khó khăn. Ví dụ, bạn được giao một đầu việc mới và bản thân chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực ấy. Người giàu có thể thấy đây là cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng. Họ chọn đường đầu để thử thách và học hỏi kinh nghiệm, thì người nghèo sẽ chỉ than khó, trách móc. Sao mình lại bị giao thêm việc vậy? Chúng ta muốn giàu phải thay đổi từ chính tư duy, phải lạc quan. Thay vì nói tôi không làm được, công việc này áp lực quá, hãy nói rằng tôi tin mình làm được, tôi muốn thử thách chính mình. Khi gặp khó khăn, hãy thử nhìn thấy đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy thử tìm giải pháp sáng tạo thay vì đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào khác. Người xưa đã có câu, chưa thấy sóng cả mà ngã tay trèo, đến giờ vẫn luôn đúng đắn. Bắt đầu từ chính tư duy, bạn sẽ ngạc nhiên với sức mạnh của nó khi muốn xây dựng một cuộc sống ý nghĩa trọn vẹn với sự thành công đó. Làm sao để có được tư duy như vậy đây? Hãy lắng nghe và tự hỏi chính mình muốn trở thành người thế nào? Liệu phiên bản trong tương lai của mình có điều đó không? Làm sao để tạo ra điều ấy? Khi trả lời được những câu hỏi của chính mình, bạn sẽ có mục tiêu cho cuộc đời mình. Nỗ lực vì điều mình muốn thì tâm trạng cũng sẽ phấn chấn, thoải mái hơn rất nhiều, phải không? Khác biệt thứ hai, sử dụng nguồn thu thông minh. Người giàu sai khiến đồng tiền làm việc cật lực cho họ, còn người nghèo làm việc cật lực vì đồng tiền. Một câu trích dẫn rất đúng về điều này. Nếu người giàu thường xuyên tìm cách để tiền lại sinh ra tiền nhờ sự sáng tạo hay đầu tư và phát triển mọi mặt, thì người nghèo thường chỉ tìm kiếm sự an toàn từ những đồng lương nhờ sự chăm chỉ cật lực về công việc. Một người giàu sẽ không chỉ dừng lại ở việc cố gắng tăng lương, mà đặt ra mục tiêu tăng lợi nhuận thông qua nỗ lực và sáng tạo trong cách sử dụng tiền. Khi có một khoản tiền tiết kiệm, người giàu có thể sử dụng một phần để đầu tư chứng khoán hay bất động sản để tối đa hóa lợi nhuận. Họ không chỉ dựa vào thu nhập từ một công việc mà tận dụng mọi nguồn thu nhập thụ động để đạt được mục tiêu tài chính. Ngược lại, người nghèo chỉ nỗ lực tăng lương nhờ sự cặm cụi, thậm chí là nhiều áp lực và cả những rủi ro sức khỏe mà không nhận ra rằng có nhiều cách để đa dạng hóa nguồn thu cũng như lợi nhuận. Cách để sử dụng đồng tiền hữu ích. Tìm kiếm cơ hội để đầu tư phù hợp với bản thân về sở thích, sở trường. Biết sử dụng sự sáng tạo để làm nên đột phá trong sự nghiệp. Khác biệt thứ ba, đa dạng nguồn thu nhập. Nếu người giàu, chìa khóa của sự ổn định tài chính là sự đa dạng hóa nguồn thu nhập, thì người nghèo chỉ có nguồn thu nhập chủ yếu từ một công việc duy nhất. Hầu hết chúng ta đều nhận được một khoản lương hàng tháng từ công việc nhất định và chúng ta phần nào cũng mong chờ vào khoản lương có sự ổn định này. Có tháng nào bạn chi tiêu sang cả phần tiết kiệm không? Hay phải xin hoặc vay mượn từ những người xung quanh? Chúng ta là vậy. Thu nhập và chi tiêu nhiều khi làm ta đau đầu như vậy. Nhu cầu sống tưởng như vô hạn, trong khi thu nhập lại chỉ có hạn. Vậy bạn chọn điều gì? Muốn giàu có, hãy tạo ra đa nguồn thu nhập. Đừng chỉ phụ thuộc vào một công việc duy nhất nếu không muốn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi biến động trong thị trường lao động. Người xưa có câu, không cho hết trứng vào một giỏ để nói rằng làm gì cũng cần chia sẻ, có sự đầu tư thay thế để tránh tình huống bị động dẫn đến nhiều rủi ro. Suy nghĩ của người giàu cũng như vậy. Làm gì cũng cần có nhiều phương án khác nhau, thay vì nỗ lực hết mình vào một điều duy nhất. Một bí mật mà không phải người giàu nào cũng tiết lộ, nhưng cuốn sách cho chúng ta biết rằng người giàu sẽ làm việc theo nhóm, tạo nên mối quan hệ ba chiều không dễ gì bị phá vỡ. Hãy thử tưởng tượng trên con đường đến thành công, bạn có những người đồng hành đáng tin tưởng, luôn tôn trọng và động viên lẫn nhau. Điều này không chỉ giúp bạn học hỏi từ người khác, mà còn tạo ra cơ hội để tận dụng những ý tưởng mới và tăng nguồn thu nhập của bạn. Người giàu là người biết sử dụng sự hài hòa hữu ý để kết nối với những người chung chí hướng. Tìm kiếm và chọn cho mình một nhóm hiểu nhau, chung lý tưởng, bạn sẽ bất ngờ về thành quả khi nhận được sau bao nỗ lực cố gắng đó. Vậy làm sao để đa dạng được nguồn thu nhập nhỉ? Tự tìm hiểu và lựa chọn đầu tư thời gian, công sức cho nhiều hơn một công việc.
chia sẻ, tham khảo lời khuyên từ những người thân để có những hướng đi phù hợp. Lựa chọn người đồng hành phù hợp, cùng chí hướng và quan điểm sống là điều tuyệt vời cho tất cả. Khác biệt thứ tư, hào phóng trong các mối quan hệ. Trong sách 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo, tác giả có kể một câu chuyện rằng, một ngày nọ, ông đi mua đồ ăn trưa hết không đến 5 đô la. Cậu nhân viên ấy phục vụ ông chỉ khoảng 19 tuổi, ông đã đưa 10 đô la cho cậu ấy. Ông bảo, đây là tiền ba cho cậu và đưa cậu 5 đô la và mình chỉ nhận ít xu lẻ thừa thôi. Ông rất ngạc nhiên vì cậu ấy bối rối và rồi hào hứng reo mừng. Trời đất, ông nói thật à? Đôi khi chính sự hào phóng của bạn lại giúp người khác vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Họ rộng lượng với cảm xúc, kiến thức và thậm chí là tài chính để đem đến niềm vui cho người khác. Tác giả đã viết một câu rằng, người giàu rộng tay, người nghèo đong đếm. Bởi vậy, ta cũng thấy nhiều người giàu, họ có thể sẽ đầu tư vào giáo dục cộng đồng, hỗ trợ các tổ chức từ thiện hoặc tạo ra cơ hội việc làm cho những người khó khăn. Với người giàu, chia sẻ cũng là cách để tạo ra giá trị xã hội và đồng thời tạo ra môi trường tích cực xung quanh họ, từ đó có thể cải thiện tinh thần và nhận lại nhiều giá trị khác. Còn người nghèo thường có tư duy đong đếm, lo sợ sự mất mát và tập trung vào việc tích trữ bởi họ sợ cảm giác hao hụt và áp lực. Chúng ta rất nên học hỏi điều này từ người giàu. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Cho đi cũng là cách chúng ta nhận lại. Đó không chỉ là hành động tốt cho cộng đồng mà còn tạo ra một tâm hồn giàu có và hạnh phúc. Nào, cùng hành động! Bạn có thể lựa chọn ủng hộ hiện vật và cả hiện kim cho chính những người xung quanh đang khó khăn hơn bạn. Đôi khi mời người thân đi trải nghiệm, hưởng thụ cũng giúp chúng ta đạt được nhiều điều với tinh thần, sự gắn kết và đôi khi còn là những cơ hội mới. Khác biệt thứ 5, nỗ lực để tạo ra lợi nhuận. Lương có phải là nguồn thu nhập chính của bạn không? Nếu đúng vậy thì cuộc sống của bạn sẽ có nhiều hạn chế đấy. Nhưng bạn thử nỗ lực một chút, nghĩ về lợi nhuận chưa? Khi đó, thu nhập bạn có sẽ là vô tận. Đây là điều tác giả chỉ cho chúng ta để trở thành một người giàu có. Người giàu thường tập trung nỗ lực để tăng lợi nhuận. Họ không chỉ làm việc để kiếm một mức lương cố định mà còn để đầu tư và tạo ra các nguồn thu nhập khác nhau. Còn người nghèo mong muốn cảm giác ổn định, không có sự sáng tạo hay đột phá hay học hỏi thêm để gia tăng thu nhập, tìm kiếm những cơ hội mới. Chúng ta có thể bắt đầu khi làm việc vì lương, nhưng hãy hiểu rằng đó cũng cần là quá trình để trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng, phát triển nhiều khía cạnh. Hãy thêm một chút mạo hiểm, nắm lấy cơ hội khi nó tới và thêm một chút may mắn, nỗ lực sẽ không làm bạn thất vọng khi nó đủ lớn đâu. Một doanh nhân muốn thành công thì không chỉ làm việc để có lương định kỳ hàng tháng, họ cũng cần tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, tìm hiểu về đầu tư thông minh và xây dựng các dự án triển vọng để tối đa hóa lợi nhuận. Vì thế, hãy đặt ra mục tiêu tăng lợi nhuận, không chỉ là tăng lương bạn nhé. Để làm được điều này, chúng ta nên đặt ra mục tiêu cho bản thân cả ngắn hạn và dài hạn, cụ thể và chi tiết từng bước để có thể dễ dàng thực hiện và chỉnh sửa tối ưu. Tự tạo ra động lực để cố gắng, một phần quà nhỏ hay một người đồng hành. Việc học hỏi từ người giàu là cần thiết. Và nhớ rằng, sự nỗ lực để tăng lợi nhuận không chỉ làm giàu tài chính mà còn làm giàu kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân bạn đấy. Khác biệt thứ 6, luôn tìm kiếm và học hỏi kiến thức mới. Trong sách có một câu rất hay về điều này rằng, người giàu học cả đời, người nghèo theo nửa đoạn. Những người giàu không ngừng học hỏi và gia tăng kiến thức, họ đề cao việc làm giàu tâm hồn và tài chính. Còn những người nghèo chỉ học đến một mức độ cần thiết để đảm bảo công việc và đạt được thu nhập hàng tháng. Hầu hết các triệu phú mà tôi biết đều đọc mỗi tuần một cuốn sách. Tác giả cũng chia sẻ như vậy. Người giàu thường xuyên đọc sách để nắm bắt những kiến thức mới, mở rộng tầm hiểu biết và nắm vững xu hướng thị trường về lĩnh vực họ quan tâm. Họ coi việc học là một công cụ quan trọng để đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Quá trình học tập để giàu có thực sự không bao giờ kết thúc. Học hỏi trên ghế nhà trường là không đủ. Thực chiến phải là những bài học của trường đời. Mỗi lần ta vấp ngã, chúng đều trở thành kinh nghiệm và những bài học xương máu. Cuộc sống là như vậy. Nếu muốn an phận, học tập đến một mức độ là đủ. Nhưng muốn vươn lên sự giàu có, hãy học về kiến thức về tiền bạc để hiểu sâu và rộng, củng cố tư duy. Cách tạo dựng các mối quan hệ, đèo cách yêu thương và trân trọng những người xung quanh. Kiến thức về sức khỏe để tự bảo vệ mình và những người khác khỏi nhiều điều không mong muốn. Bài học thành công để tiếp thêm động lực, ý chí và cả những kinh nghiệm sống. Và cả học hỏi từ thất bại của những người khác để trưởng thành một cách nhanh nhất mà tránh được những vấp ngã không đáng có. Bạn cần biết điều gì là thế mạnh của mình, hãy cật lực đầu tư vào nó. Dành cho điều bạn muốn sự ưu tiên, hãy học với tâm lý thoải mái và một trái tim rộng mở nhất. Khác biệt thứ 7, đừng lựa chọn một cuộc sống an phận. Nhiều người sẽ nói rằng người giàu là kẻ luôn tính toán, nhưng đó mới là tư duy của kẻ nghèo. Chính bởi sự không dám mạo hiểm,
người nghèo cứ mãi mắc kẹt trong cuộc sống đi làm thuê và chẳng có cuộc sống dư giả như ý muốn. Người giàu thường có lòng dũng cảm đối mặt với rủi ro, họ tìm kiếm cơ hội mới và sẵn lòng đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Còn người nghèo thường giữ vững trong an phận tù thường, tránh xa khỏi rủi ro và tiếc nuối những cơ hội đã bỏ lỡ. Một ví dụ rất điển hình là trong sự nghiệp kinh doanh mà hẳn là chúng ta sẽ đều nghĩ đến. Người giàu có thể đầu tư vào các dự án mới, thậm chí có những quyết định đầu tư mạo hiểm, nhưng đổi lại họ có cơ hội kiếm lợi nhuận cao. Cổ nhân xưa cũng có câu ngụ ý rằng một mảnh đất màu mỡ là nơi mà chưa ai khám phá. Người giàu là người tư duy khác với nhiều người, họ không ngần ngại đối mặt với thất bại vì họ hiểu rằng mọi thất bại đều là bước tiến về phía trước. Nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được rất nhiều thứ mà kẻ nghèo thường chỉ nghĩ là trong mơ mới có. Nhưng cũng ngược lại, người nghèo luôn hài lòng với điều họ có. Họ có thể ước mơ xa vời nhưng họ không lựa chọn thay đổi và hành động. Bạn có bao giờ nghĩ rằng sao mình không biết để đầu tư khu vực đó? Bạn mình sao ai cũng có nhà có xe cả rồi? Đó là tư duy của người nghèo đấy. Sao không tự hỏi bản thân rằng để có được những thứ như họ thì mình cần làm gì nhỉ? Mình không muốn thất bại thêm nữa, đúng không? Để trở thành một người giàu có, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện một số điều. Chọn quyết định mạo hiểm một chút khi còn trẻ thay vì sự an toàn cho bản thân. Đưa ra quyết định khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, có đủ thông tin và phải chuẩn bị tinh thần cho cả những tình huống rủi ro hay những hậu quả khó lường. Khác biệt thứ 8, không ngại thay đổi và đánh đổi. Bạn có phải là một người hay lo lắng, e dè trước những quyết định, thậm chí cả những cơ hội hay không? Hay liệu bạn sẽ bắt nhịp cùng thời đại, nhiều khi là đánh đổi bằng cách bớt đi thời gian giải trí hay các mối quan hệ hay không? Với người giàu, họ luôn có xu hướng tìm kiếm cách để cải thiện bản thân, không ngừng cầu tiến để đạt được mục tiêu và đỉnh cao mới trong mọi lĩnh vực. Còn với người nghèo, thường dễ chìm đắm trong sự thoải mái, trì trệ trong tư duy thủ cựu, không muốn thay đổi. Nếu người giàu họ hiểu rằng thế giới liên tục thay đổi và chỉ bằng cách cập nhật kiến thức và kỹ năng liên tục, họ mới có thể tiếp tục phát triển. Ví dụ, như khi kinh doanh, người giàu sẽ luôn dành thời gian, đầu tư tiền bạc để học hỏi những xu hướng mới, giúp phát triển kỹ năng quản lý, một tư duy cởi mở và hiện đại. Từ đó có thể xây dựng mạng lưới mối quan hệ một cách mạnh mẽ. Người giàu không ngần ngại đổi mới và áp dụng những thay đổi đó vào cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngược lại, người nghèo thường chỉ lo lắng cho cuộc sống hiện tại mà quên đi rằng họ cần có sự đầu tư cho tương lai. Người nghèo thường không cải thiện thêm mà chỉ đáp ứng ở đúng mức công việc của họ yêu cầu. Còn bạn thì sao? Bạn có đang suy nghĩ như nào? Liệu bạn có sẵn sàng tiếp thu và thay đổi hay không? Con đường giàu sang đang đợi bạn phía trước, chúng ta có thể áp dụng điều gì để trở thành người giàu có hay không? Có chứ. Sự thăng tiến là một hành trình của riêng bạn, không phải là một cuộc đua để hơn thua hay cạnh tranh với người khác. Có thể lấy những người xung quanh làm hình mẫu, nỗ lực để được như họ thay vì ghen ghét và đố kỵ. Khác biệt thứ 9, quản lý và sử dụng thời gian có mục đích. Trên đời có 3 loại người, những người làm nên, những người chứng kiến và những kẻ bàn luận về những gì đã diễn ra. Tác giả viết trong cuốn 10 điều khác biệt giữa kẻ giàu và người nghèo như vậy. Nếu người giàu quan tâm và thảo luận về những ý tưởng thực tế trong cuộc sống, thì người nghèo hay bàn chuyện phiếm, thậm chí cả những chuyện mà họ suy đoán một cách lãng phí thời gian. Cuốn sách này đưa chúng ta qua một hành trình để hiểu rõ tư duy và thái độ của những người thành công và những người đang phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Một trong những điểm khác biệt quan trọng là cách họ quan tâm và thảo luận về ý tưởng. Kate Cameron Smith cũng viết, người giàu bàn về ý tưởng, người nghèo buôn chuyện tào lao, quả cũng chẳng sai. Người giàu thường tập trung vào ý tưởng và cách chúng có thể thúc đẩy sự phát triển cá nhân và kinh doanh. Họ thường thảo luận về cách tối ưu hóa quy trình, sáng tạo sản phẩm mới hoặc phát triển dự án có ý nghĩa. Chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng trong thế giới kinh doanh khi các doanh nhân thành công thường suy nghĩ đến cách cải thiện và đổi mới để đạt được phương án tối ưu nhất trong công việc. Ngược lại, người nghèo thường dừng lại ở mức độ buôn chuyện tào lao, chú trọng vào những chủ đề nhẹ nhàng, không mang lại giá trị thực tế. Thay vì tập trung vào cách cải thiện bản thân, họ có thể trò chuyện về những thứ không quan trọng và không đưa họ đến phía trước. Nếu muốn mở cánh cửa thành công để đến gần hơn với sự giàu có, chúng ta hãy thay đổi, tập trung thảo luận về những câu chuyện thực tế có tính ứng dụng trong cuộc sống. Học hỏi người xung quanh những ý tưởng sáng tạo, cùng tìm kiếm để phát triển và tạo ra những giá trị có ích. Tránh dành quá nhiều thời gian bàn tán bởi bạn sẽ phải trả giá cả về vật chất và tinh thần theo một cách nào đó. Khác biệt thứ 10, học cách nhìn xa trông rộng. Mỗi một tầng lớp khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau về tiền bạc. Người rất nghèo nghĩ theo ngày, người nghèo nghĩ theo tuần, trung lưu nghĩ theo tháng, người giàu nghĩ theo năm và những người rất giàu nghĩ theo thập kỷ, tác giả viết. Với người giàu có xu hướng tập trung vào tương lai,
đặt ra những mục tiêu dài hạn và xây dựng kế hoạch để đạt được chúng. Còn với người nghèo, thường tập trung vào những vấn đề ngay trước mắt, không tập trung vào việc xây dựng cơ sở để đảm bảo sự phát triển bền vững. Người giàu biết nhìn xa trông rộng, họ hiểu rằng sự đầu tư vào bản thân và mục tiêu lâu dài chính là chìa khóa cho sự thành công. Ví dụ trong sự nghiệp kinh doanh, người giàu có thể lập kế hoạch chiến lược dài hạn cho công ty của mình, chú trọng vào sự đổi mới và phát triển. Họ đưa ra những quyết định với tầm nhìn cho tương lai, không chỉ những lợi ích ngắn hạn. Người nghèo thì sao? Họ thường chỉ chấp nhận giải quyết vấn đề hiện tại mà không nhìn xa phía trước để ngăn chặn những khó khăn tương lai. Chẳng vậy mà tác giả nói rằng, càng suy nghĩ dài hơi sẽ càng trở nên giàu có. Giàu ở đây không phải chỉ về vật chất tiền bạc mà còn giàu lên về tư duy, tầm nhìn vấn đề, các lối suy nghĩ cũng theo đó mà trở nên sâu sắc hơn. Chúng ta làm gì để học hỏi được điều này? Đặt ra mục tiêu dài hạn, có thể là cho năm sau hay thậm chí là kế hoạch 5 năm tới. Hãy kiên nhẫn, kiên trì và thực hiện từng cột mốc bạn mong muốn. Khi thấy mất động lực, hãy hiểu rằng thành công đến từ việc đặt mục tiêu dài hạn và kiên trì theo đuổi chúng. Một bước nhỏ mỗi ngày cũng có thể giúp bạn đạt được những đỉnh cao mới trong lĩnh vực mà bạn mong muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trên hành trình này để trở thành một người giàu có thay vì một kẻ nghèo hèn. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi bài học từ sách. Bạn đọc quan tâm có thể đặt mua cuốn sách 10 điều khác biệt giữa kẻ giàu và người nghèo theo link đã để ở phần mô tả phía dưới video này. Ủng hộ kênh bằng cách bấm like và để lại bình luận của bạn phía dưới. Đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất hàng tuần. Cảm ơn các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.